Tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa xảy ra một vụ cháy tại cơ sở sửa chữa mua bán phụ tùng ô tô Kim Thu. Thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút trưa nay ngày 28 tháng 2. Cơ sở này nằm trên đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Ngọn lửa cháy dữ dội kèm theo cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã quy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.